Khi chúng ta tham gia giao thông trên đường phố, rất là nhiều trường hợp anh chị mình phải quay đầu lại. Và ở đây chúng ta sẽ quay đầu lại trên những con đường như là đường đôi như thế này, hoặc là đường hai chiều hẹp hơn, hoặc là những nơi rất là khó quay đầu. Thì những nơi mà quay đầu như vậy chúng ta phải sử dụng côn thắng gai như thế nào? Thì chị hãy cùng tìm hiểu với đội nhóm hướng dẫn lái xe an toàn. Đầu tiên em sẽ quay đầu ở nơi có đèn đỏ như thế này. Và anh chị nhớ là quay đầu chúng ta phải áp dụng đúng nguyên tắc là phải quay ở sau phần đường dành cho người đi bộ, đúng không ạ? Trong lý thuyết của chúng ta sẽ là trước, đúng không ạ? Trước hoặc là sau, chứ không được quay đầu ở trên phần đường dành cho người đi bộ. Nhưng ở đây là phần đường này là có đoạn đường này là chúng ta có giải phân cách, cho nên không thể nào chúng ta quay đầu trước phần đường dành cho người đi bộ được. Nên chúng ta phải quay đầu sau anh chị mình nhá. Thì khi quay đầu anh chị phải quan sát đèn. Ví dụ như đèn của chúng ta đang xanh thì chúng ta sẽ được quay. Còn đèn của chúng ta mà đang đỏ thì chúng ta cũng không được quay. Ví dụ như em đi không kịp, em sẽ gặp đèn đỏ, em sẽ không quay nữa. Mà đèn đỏ đang nhiều, đúng không ạ? 20 mấy giây, anh chị mình sẽ là đạp côn xuống ra thắng lại, đúng không ạ? Sau đó anh chị mình trả về số đúng không? Mình không quay nữa. Đâu đang quay á. Rồi sau khi trả về số 0 rồi anh chị mình hãy nhìn đèn. Rồi chúng ta thấy còn ít đèn, chúng ta hãy vào số lại, vào số 1. Sau khi đi chúng ta sẽ mở thắng ở trước anh chị mình nhá. Mở thắng này xong mở côn nhẹ nhẹ này. Nhớ là xin nhan sang bên trái nữa nhá. Rồi chúng ta đợi qua cái phần đường dành cho người đi bộ thì chúng ta sẽ lấy lái từ từ. Khi mà chúng ta quay đầu anh chị nhớ hãy nhường cho những chiếc xe đi ngược chiều kia để cho an toàn, đúng không ạ? Sau khi xe ngược chiều đi qua an toàn rồi, chúng ta sẽ lấy hết lái. Anh chị cứ lấy hết lái luôn nhá để chúng ta quay đầu cho nó nhanh. Đó. Và khi quay đầu qua chúng ta có quyền đi ở làn bên trái như thế này luôn hoặc là đi ở làn giữa cũng được. Thế tùy anh chị mình. Như vừa rồi em thấy ở cái làn bên trái này có ít xe thì em sẽ đi ở làn bên trái luôn. Thì những cái việc cần quay đầu đối với đường lớn này, thứ nhất là chúng ta phải sử dụng côn thắng ga hợp lý. Đầu tiên là đạp côn xuống để ý thắng, đúng không ạ? Nếu tốc độ nhanh quá chúng ta quay đầu không kịp thì chúng ta phải giảm bớt thắng lại. Thứ hai là anh chị mình đừng quên xin nhan. Thứ ba là chúng ta nên quay đầu ở số thấp. Tại vì khi quay đầu anh chị mình không thể nào mà đi tốc độ nhanh được thì chúng ta nên quay đầu số thấp. Và cái thứ tư nữa anh chị mình cần lưu ý khi chúng ta quay đầu, đó là chúng ta muốn quay đầu lại chúng ta nên đi ở làn trái sát con lươn như thế này. Tại sao nên đi ở làn trái? Nếu em mà đi ở làn giữa, em mà quay đầu thì em sẽ cắt ngang qua làn trái và như vậy em sẽ chắn những chiếc xe đang lưu thông phía sau em. Thì điều đấy khiến cho những chiếc xe khác họ đang lưu thông ở làn trái này sẽ rất là khó khăn. Còn khi mình đang đứng ở làn trái như thế này luôn rồi, mình có quay đầu thì mình sẽ không có cản trở những chiếc xe nào ở bên trái mình nữa. Cho nên trước khi đến nơi anh chị muốn quay đầu, theo em anh chị mình hãy chuyển dần sang cái làn bên trái để chúng ta quay đầu cho nó dễ, đúng không ạ? Anh chị thấy em cũng chuyển sớm không? Đó là những cái lưu ý chúng ta cần phải nhớ khi mà chúng ta quay đầu xe lại ở những con đường đôi. Có một con đường mà chỉ duy nhất ở Vũng Tàu mới có, đó là đường Ba Cô. Và em thấy anh chị mình ở Vũng Tàu hay đồn nhau rằng là đường Ba Cô này là đường phức tạp, khó đi nhất, anh chị hay sợ nhất. À, cái việc đi thẳng nó đã khó rồi, thì cái việc mà quay đầu nó lại còn khó hơn. Vậy để làm sao chúng ta quay đầu dễ? Anh chị mình hãy quan sát trước, lúc nào chúng ta cũng đặt yếu tố quan sát lên đầu anh chị mình nhá, quan sát an toàn đã. Chúng ta quan sát gì ở đây? Tức là chúng ta quan sát cái đoạn nào rộng rãi thì chúng ta quay đầu. Thì anh chị sẽ thấy phía trước kia chúng ta sẽ có những đoạn đường không có xe nào đang đỗ. Em sẽ quay đầu ở những đoạn đường đó. Hoặc là chúng ta lợi dụng những đoạn đường nào có cổng trường học hay là cổng một cái gì đó nó khiến cho cái chỗ đấy nó rộng hơn thì chúng ta sẽ quay đầu dễ hơn. Rồi em sẽ xin nhan sang bên phải. Tại sao quay đầu lại xin nhan phải? Có nhiều anh chị mình đặt câu hỏi này lắm. Em xin thưa một điều rằng là khi chúng ta quay đầu, chúng ta cần phải mở rộng hết chúng ta mới có thể quay đầu được ở những con đường hẹp phức tạp. Cho nên khi anh chị mình quay đầu, anh chị hãy xin nhan phải để chúng ta tấp sát vào lề. Khi tấp sát vào lề thì anh chị mình phải đạp côn đạp thắng như vừa rồi em thực hiện, đúng không ạ? Cho nên là cái vấn đề ok rồi. Rồi xin nhan phải tấp sát vào lề, quan sát an toàn. Xong rồi anh chị mình sẽ trả số, đúng không ạ? Ví dụ chúng ta dừng lại như thế này rồi, chúng ta sẽ phải về lại vị trí số 1,
để chúng ta quay đầu. Vì khi dừng lại, anh chị luôn nhớ giùm em, chúng ta về số 1, khi chúng ta di chuyển nó sẽ không chết máy. Điều thứ hai chúng ta cần làm nữa, đó là chúng ta lại phải bật xin nhan lại, đó là chúng ta xin nhan trái. Hồi nãy xin nhan phải tấp vào lề thì bây giờ quay sang phải xin nhan trái. Và điều thứ ba chúng ta phải quan tâm, đó là chúng ta phải quan sát vào gương chiếu hậu ở bên trái, xem có xe chạy lên không. Ví dụ như có những chiếc xe mà chạy lên gần gần thì chúng ta phải nhường cho họ chạy qua đã. Tại vì chúng ta quay đầu mà chúng ta lại chắn đầu họ, họ đang lưu thông tốc độ nhanh thì rất là nguy hiểm. Ví dụ trường hợp này, chống xe rồi thì chúng ta có thể quay. Nhưng có nhiều anh chị mình mới á, chúng ta thấy vẫn có một chiếc xe ô tô đen đi lên và anh chị nghĩ rằng là anh chị mình quay không kịp, anh chị sợ, đúng không ạ? Rồi, đó là cái quan sát gương. Và một điều cần quan sát nữa là chúng ta sẽ quan sát vào trước xe để chúng ta xem là có xe ngược chiều có an toàn không. Và anh chị thấy là chúng ta phải quan sát là nhiều thứ, đúng không ạ? Rồi, còn đánh lái thì sao? Anh chị mình sẽ đánh hết lái anh chị nhá. Chúng ta sẽ đánh hết lái sang bên trái này. Rồi, sau đó chúng ta chỉ cần lo là mắt quan sát chân mở côn mở thắng như thế nào. Đầu tiên em sẽ mở thắng ra này. Rồi em sẽ mở côn từ từ này. Đó, em vẫn quan sát. Và chúng ta điều khiển tốc độ này lên là chúng ta đi thật từ từ để đi chậm thôi. Để những người khác có thể phát hiện chúng ta được. Rồi sau khi mà an toàn rồi em sẽ mở côn thêm một xíu nữa. Anh chị thấy là em không đệm ga gì hết. Sau khi chúng ta cua qua được cái phần đường bên chúng ta rồi thì chúng ta lại quan sát những chiếc xe ngược chiều như vậy. Xem là chúng ta có cản trở gì không, có cần dừng lại không. Đó. Rồi sau khi gần thẳng xe em sẽ trả lái dần dần. Anh chị thấy yếu tố quan sát nó quan trọng không? Phải đặc biệt lưu tâm về vấn đề quan sát. Tại sao mà chúng ta phải chọn cái nơi rộng? Ví dụ như anh chị thấy ở nơi đây có những nơi hẹp người ta đỗ xe thì chúng ta sẽ quay đầu rất là khó khăn. Để em thử quay đầu ở chỗ có đỗ xe xem như thế nào mà lại khó khăn anh chị nhá. Tại vì khi mà có nơi đỗ xe như thế này, có xe mà đang đỗ như thế này thì cái con đường của chúng ta nó bị thu hẹp lại hơn. Thu hẹp lại hơn thì chúng ta quay đầu nó rất là khó hết. Đó, em cũng vẫn phải xin nhan bên phải để mở rộng hết bên phải. Đó. Rồi, anh chị mình cũng đừng quên, thứ nhất là trả số 1, thứ hai là xin nhan lại bên trái, thứ ba là đánh lái, và thứ tư của chúng ta vẫn là quan sát an toàn, và thứ năm là mở thắng và mở côn từ từ. Đúng không ạ? Em tin chắc là cái chỗ này chúng ta sẽ quay đầu không đủ. Đúng không ạ? Không đủ. Nhưng mà em vẫn muốn làm để cho anh chị mình có thể biết được tại sao mà chúng ta không nên quay đầu ở những chỗ như thế này. Chúng ta phải quan sát địa hình trước khi quay đầu. Rồi sau khi mà một nhóm xe này đi lên em sẽ đi ra, đúng không? Đó, em sẽ quay đầu này. Rồi em sẽ nhường cho các anh ngược chiều đi trước anh chị nhá. Tại vì anh đang đi tới tốc độ nhanh thì em sẽ nhường để em đi lên. Anh chị thấy là em bị vướng cái xe tải chưa? Không thể quay đầu được. Em phải dừng lại, vừa số lùi em lùi. Chị sẽ thao tác nhanh hơn một xíu, chị sẽ quan sát ngược chiều. Rồi, ok rồi. Sau khi mà chúng ta thấy cái đầu xe của chúng ta ra rộng, đó là chúng ta đã cua hết, thì anh chị mình hãy đánh hết lái lại. Đó, anh chị thấy em cực ơi là cực không? Có nghĩa là em đã xử lý rất là sai. Sai là sao? Là em đã chọn sai cái chỗ vị trí để quay đầu. Đó là em cần phải chỗ rộng để em quay, không bị xe cản trở thì em quay. Nhưng mà em đã chọn một cái vị trí mà có ô tô thì em quay thì nó sẽ không quay hết. Nhưng em cũng muốn làm như vậy. Để làm gì? Để trong trường hợp ví dụ như anh chị ở những thành phố lớn, anh chị thấy là xe có thể đỗ cả hai bên luôn. Nó khiến cho cái con đường của chúng ta nó bị chật. Mà bị chật thì làm sao ạ? Chúng ta quay đầu cũng rất là khó khăn. Thì nếu như trong trường hợp bị chật, anh chị mình cũng có thể thao tác giống như em vừa rồi để chúng ta quay đầu lại an toàn. Thì nếu như anh chị làm được điều như vậy thì chỗ nào anh chị quay đầu cũng ok, cũng không phải lo sợ gì cả. Đó, hy vọng rằng là quay đầu trên đường đôi sẽ giúp anh chị mình dễ dàng hơn. Còn đường hai chiều tuy rằng khó khăn hơn nhưng anh chị mình mà an toàn, ưu tiên yếu tố an toàn, quan sát ok được thì anh chị mình cũng đừng lo lắng gì hết. Anh chị còn thắc mắc gì về vấn đề quay đầu phải sử dụng côn thắng ga như thế nào, anh chị hãy để lại bình luận phía bên dưới, em và đội nhóm sẽ trả lời những bình luận đó cho anh chị mình. Xin chào và hẹn gặp lại với anh chị ở những video phía sau.